Hello xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha thì hôm nay tiếp tục quay clip chia sẻ cho anh em mình cái cách nuôi cây mai chiếu thủy mà cây nuôi tán đầu đinh nuôi lên hết anh em thì cũng có em chia sẻ cũng nói chung là rất là nhiều rồi nhưng mà anh em mình hỏi thì mình có việc là trả lời làm clip trả lời cho anh chị em mình thôi tại nhiều khi là khi mà đăng cái clip lên là không bắt buộc ví dụ như ai cũng đã xem hết Có những anh em ở không thì anh em mình xem được clip này, và có những anh em mình ở không ở không cái mình xem sập sòi sập sòi á. Cái anh em mình cứ hỏi hoài tới nhiều khi anh em mình có những anh em à, theo dõi em ha, theo dõi từ trước tới sau luôn thì anh em mình lại nói tại sao mà có nhiêu đó mà cứ lên nói hoài nhưng mà thật sự có nhiều đó em cũng biết vậy anh em em thì dư sức biết rồi ha nhưng mà có một số anh em người ta cái clip kia nó quá cũ anh em nên không có theo dõi được ví dụ như clip đó như vậy dụ như clip đó đã làm rồi nhưng mà nó gần năm ngoài rồi bắt đầu anh em mấy anh em xem sao á người ta sẽ không có tìm được cái clip đó để người ta xem nên bắt buộc mình phải làm lại clip mới để cho những anh em đó chia sẻ cho nó những anh em đó biết đây thì em bữa đây mới cắt cốt được một số nữa nè em thì cứ như em nói ở clip trước rồi cái lô này thì em cứ chia ra em cắt cốt hoài tới thôi ha, em ngày ví dụ như một tuần lễ em gam rút 30 cây tuần lễ em rút 30 cây thì những cái ví dụ 3 tháng trước thì nó lên được nó lên dần 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 dần, dần hoài đó thì mình sẽ chia cái công việc của mình ra làm cho nó nó nó, để đạt hơn chứ còn nhiều khi anh em mình đè rút một lượt thì mình không khi mà lên tược thì anh em mình sẽ làm không có kịp và trong quá trình rút cốt thì anh em mình nói lại tại sao nó em có một số anh em hỏi rút làm sao mà nó lên được ngay cái vị trí mà mình cắt hay vậy ha, cái đó không phải là hay đâu anh em thứ nhất á, nếu ví dụ như cái cây này đi em cắt ở đây anh em thấy nó lên được nó lên được ngay đầu anh em nói sao cắt sao hay không phải đâu anh em trong quá trình mình một là mình cắt là mình sẽ thấy nhìn nhìn thấy những cái mắt ngủ nè cái cây nào cũng vậy hết nó sẽ có một cái số mắt này anh em nè như cái cây này giờ mình cắt ngang đây là cái mục này nó sẽ lên ha và dạ, dạ, không phải cây nào nó cũng ngay vị trí của mình cũng muốn có một số cây nó sẽ nhóng xích lên này có những cây nó sẽ mọc tuốt ở dưới đây thì mình sẽ coi cái mục nào là nó nó hợp lệ thì mình sẽ lấy cái mục đó ví dụ như cái cây này mình cắt ngay vị trí này là nó rất là ok rồi nó vừa với cái cây hoặc là nó nhóng lên chút xíu nữa mình cắt xích lên chút xíu không đáng kể nha ví dụ như hai ba ly năm ly rồi thì mình còn trong chế được mà nó nó nhóng lên một hai phân thì mình bắt buộc mình phải cắt ngang và mình áp cành hoặc là mình cắt sâu xuống một chút nữa thì mình cũng phải là à, xích xuống một chút nó có mục thì mình cắt ngay trong vị trí đó nó cũng không mọc được thì mình cũng phải bắt buộc là mình áp cành nha anh em ha chứ không phải là cứ nó cắt ngay đâu là nó sẽ lên ngay đâu đâu ừ. ừ. như cái này anh em thấy không ở tên đây nè tên đây nó có một cái mục thì phía dưới này ngay chỗ cái đầu này nó có một cái mục lúc mà mình cắt đó, mình rất là kỹ nha, mình cắt mình sẽ làm không có làm tày cái mục đó để hạn chế cái vụ mà ví dụ mình cắt ngang đây mà mình cắt mình xịt xuống một chút là nó sẽ không có ngay cái vị trí lên mục của nó thì nó sẽ lên cái mục ở dưới đây ha, thì bắt buộc mình phải cắt thí dụ như cái này anh em thấy không em cắt thí dụ em cắt ngay đây em cũng được em cắt xích xuống đây một chút cũng được ha xích xuống đây vẫn được nhưng mà ở cây này cái chân đế em còn mồi lên thì sau này tự dưới đây mình lên đây mình mùi từ lên đây mình lên đây khoảng 8 nó đâu có ai 7 8 9 vẫn được ha nó, nó mình làm số lượng cây nó nhiều thì mình làm cho nó cũng nó hơi đa dạng một chút xíu ha nè như trong quá trình nuôi anh em thấy không mấy cái ghế lòi ấy, thì anh em mình bôi keo liền sẹo nhưng mà này bữa đó với keo nhật anh em mình nên dùng keo nhật cho những cái phần này tại sao khi mà keo nhật của mình á mình bôi vô đây nó sẽ dưỡng cái gỗ này và mình lắp đất lại thì cái này nó sẽ dẫn ra rễ keo nhật nó sẽ dẫn ra rễ nha anh em mình bôi thì bôi nhưng mà nó dẫn ra rễ còn như những cái dọn keo keo ví dụ như keo mỹ tiến nó sẽ quấn một cục ở đây và mình lắp lại nó sẽ không lên rễ nha nó không ra rễ từ cái mặt cắt này nữa nhưng bên những cái mặt cắt này anh em mình nên sử dụng keo nhật nha mình bôi vô dạng cái mình lấy đất mình lắp lên là nó sẽ dẫn ra rễ bình thường còn mỹ tiến của mình thì mình khi mà mình bôi lên nó sẽ bít luôn cái chỗ ra rễ của cái cây ha à, thì nó sẽ không ra rễ được nên anh em mình những cái này anh em mình nên sắm một cái keo nhật như được trước của giới với anh em mình đó. keo thì mình sẽ xài hai ba loại keo nhưng mà xài đúng vị trí của nó Ha. ví dụ như cái cây xịn thì mình xài keo nhật cây thường thường chút cây hàng xô thì mình xài mỹ tiến còn cây nào mà nó thiếu thịt thì mình có thể là xài keo xù ha. cây nào mà mình muốn kéo thẹo nhanh thẹo ngủ rồi uh, cây thẹo lâu lớn thẹo chai thì mình có thể dùng keo xù để tạo cho nó nó, nó, nó nhanh, nhanh lên mình xài cho nó được hiệu quả ha ừ. như cái này anh em thấy không nè. những cái mục ở đây em cắt em rất là kỹ em bo anh em thấy không nó không hề hư không? cái mục dưới đây là lúc mà cây sứa nhỏ đó anh thiệt là kỹ cắt xong lấy cái dao gọt gọt anh em thấy không cái dao gọt là trước em giới thiệu cho anh em mình cái dao đó thì hôm nay em nói chung là không không có không lấy hàng gì em bán này ha còn ở được nhắc, nhắc tới cái dao đó không lấy giờ em vô làm cờ clip test dao chứ tờ bán con anh kia anh mua về nói cái dao lục như Sài rồi tại cái dao lục thì mình cứ mua mình về mình mài thứ có gì đâu nguyên cái miếng thép mà cây đục với cái dao đó là nguyên một miếng thép ha thì về anh em lục anh em cứ việc là lấy dũa anh em mình mài là anh em mình xài rồi cái này tới thời điểm cắt thì em đã cắt rồi ha cái này cắt xong chờ cho nó lú cái tược ở bên đây nó lú ra tầm khoảng cây tâm nhang và cái chỗ của tên đây nó vẫn bằng, bằng điếu thuốc là em sẽ cắt ở dưới đây tại sao mình không cắt một lượt thứ nhất trời lúc gài là mưa nhiều nắng nhiều khi mà mình cắt một lượt hết thì nó sẽ dư nước cái cây của mình nên nếu được mình làm tại vườn tại nhà của mình á, thì mình sẽ cái chỗ nào tới mình sẽ cắt tước cắt thằng này xong cho chờ cho này nó lú một đâu đó ngon lành ok hết đi thì bắt đầu mình cắt cái hàng bên đây thay vì anh em mình cắt một lượt tưới nước nhiều hoặc là mưa nhiều thì cái cây của mình sẽ dư nước ha thì mình cắt một bên mình dùng một bên mình thả vậy cho nó lên um tùm lại cái mình cắt bên đây thì cây mình sẽ không có dư nước ha và đây thì hiện tại lấy cành một và cành ba đang chờ cành ba nó mọc và cái này là cái nhịp nối ngọn để lấy cành tư nè sau này cái tượng này nó bự lên là cái hàng này em có thể làm tận dụng lấy cành tư chỗ này luôn nè đó. và cái hàng hai cành phong cành phong ở đây nó chưa có là anh em thấy không thì phía sau cây này em đang chừa một cái tược lên đây để em áp vô trong đây em làm cành phong này. nè như cái mục này nó không chịu mọc ha, đây nó có một cái mục cành phong nè nhưng mà nó chưa chắc tại vì mình cắt ngang đây là cái mục này nó lên là chắc chắn một phần trăm là nó sẽ lên còn cái mục này nhiều khi nó không lên thì em đây em chừa một cái tượng đây để em kẹt đây em áp anh em thấy không đó ừ. mình nuôi tèn cây nó có nhiều cây em chừa lắm có những cái cây mà nó 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 nó, nó có tượng thì mình chưa như ví dụ như cây bên đây nè đó thì mấy cái này lên đây em vẫn chưa ha trong cái quá trình nuôi là mình đã canh cái mục nó sẵn rồi ví dụ như đây mốt khi mình cắt ngay chỗ này cắt cái hàng này là mình lấy cái này mình áp lên liền ha đó. Thì em sẽ chia game rút này thấy không giống như mấy hàng này nếu mà ép ép cắt cái nhịp này thì cũng ép cắt ha, là cũng được rồi nhưng mà nếu mà cây mình nhiều mà mình đi mình ép chia mốt nó lên một lượt thì mình sẽ làm không kịp nên mình có thể là chừa hai ba tháng gì nữa rồi bắt đầu mình cắt nó tới nó ha cho nó chia công việc ra như cây này lúc trước nó còn em tính chơi cây này em chơi tuyệt pin ha nhưng mà cái tược pin nó tên á nó bị phù ha cái cái tược trên cái, cái tượt đứng này nó bị phù nên em nạo luôn anh em thấy không gọt theo nè nạo như vậy nạo cho nó phiết xuống thì khi mà nó kéo lại nó liền lại thì nó sẽ đẹp hơn ha. như đợt trước em cũng có chia sẻ cho anh em mình làm mấy cái thẹo này rồi ha như mấy cái, cái 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 này nè. mình gọt xuống mình gọt cái thẹo xuống là khi mà nó liền lên anh em thấy không nó liền lên nó sẽ nhìn nó cảm giác nó tự nhiên hơn nè nè này, thấy không nè mình gọt y như cái cây hồi nãy luôn cái cây nãy là mình gọt mình cho nó âm xuống một tí nó âm xuống nè anh em thấy không khi mà nó liền anh em thấy không nhìn là không biết tán đầu đinh luôn mình làm tán cây tán đầu đinh nhưng mà mình giấu cái điều đó ha đây nè, cắt một cái xì tược này anh em thấy không nè, cắt một cái lấy tược này cũng được nè tược dưới này cũng được nè tược bên hông này cũng được nè anh em thấy không đó. cây này ví dụ như cái tược này cái tược ngay cái đầu ngay cái đỉnh nè cái tược nhỏ tên nè nó lên nó không sung thì em có thể làm sẽ dùng cái cái cây sứa của em em gọt xích xuống dưới đây để em lấy cái mục dưới đây cũng được à, còn cái này cho hàng này nó đi ra thùm lùm ra như ra cái tượng khoảng hai tấc đi bắt đầu em cắt hàng tên đây à, à, cắt từng từ 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 cắt nè như mấy này đây, thấy không? nè theo cắt cái là lấy được cái tượng này liền thấy không trong quá trình mình nuôi mình dẫn mình đừng có chưa mình đã biết cành một cành hai cành ba thì trong quá trình mình nuôi thì mình sẽ chưa sẵn nè, nè, mình cắt lên chờ thằng này nó nó khỏe nó sung nó mướt thằng này lên cái mình cặp con dây vô đây mình kéo nó về đây một chút cặp con dây vô sửa vô đây đó nè em thấy cây nào cũng dễ hết nè mình có thể bỏ từ dưới đây luôn mấy cái tượng dưới đây anh em mình nên bỏ sớm nha nếu mà được thì anh em mình nên bỏ mấy cái tượng dưới đây sớm nè tại sao mà không để nó cho nó phát triển đúng không khi mà chỗ này là cái eo chỗ này là cái chỗ âm mà anh em mình chừa một cái tượng ngay chỗ âm mọc ra Mới chiều mà nó mọc ra anh em mình không có cắt kịp đó. nó sẽ mọc ra, nó bằng cái ngón tay út của em luôn đi thì ngay chỗ này của mình nó sẽ bị phù cái eo của mình nó sẽ tròn luôn nó không còn cái eo nữa nó không còn eo một tinh nữa à, ví dụ như ở đây cái eo mà anh em làm cho nó phù ra như vậy thì nó, nó mất đi cái 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 vẻ đẹp cây tức lắc của mình rồi à, nè anh em thấy không gọt thẹo xuống khi mà nó liền là anh em thấy không nè như mấy cái này nè đây nói lên ha cho thằng này nó bự xong để em dứt thằng này là cái cây của mình sẽ hồi nào cái cây của mình nó cũng còn nhánh thở hết anh em thấy không đâu có cái cây nào mà em cắt cái tụi lũi luôn anh em thấy không ngoài trừ cái trường hợp phôi mình mới bứng lên thì mình lấy đồ mình che nắng che mưa lại thì mình nên cắt trụi còn ví dụ mình đã mình ra sân của mình rồi là cây của mình thì mình nuôi từ từ thì mình không nên cắt ngợp nó ha, giống như nguyệt quế có không, không nên cắt ngợp nó tại sao chứ thủy thì đồng ý là nó dễ thiệt nhưng mà cắt ngợp gặp mưa nhiều cây chiếu thị của mình nó sẽ bị thúi ha còn cây nguyệt quế mình cắt hết tược nó nó sẽ bị bỏ chi bỏ nhánh còn thằng này nó sẽ bị thúi nên trong quá trình mình nuôi thì mình phải từ từ với nó ha không nên làm gấp ừ. Ừ. rồi có một cái câu hỏi này hầu như là ai chơi chuyện cũng đều hỏi nói hết ha. cứ chơi cây bài cây trực lắc nhàm chán muốn chết không phải đâu, anh em chơi cái gì anh em mình chơi, anh em chơi anh em có quyền lựa chọn để anh em mình chơi. Còn em là nhà vườn. Tại sao em không nuôi cây uh, cây khác mà lại nuôi cây trực bài? Tại vì nhu cầu mua bán. Hầu như ai mua của em đều mua cây trực bài hoặc là cây trực pin hoặc là trực lắc vậy đó. Số lượng người 100 người thì hết 90 người người ta mua trực pin, trực lắc, trực bài rồi, 90 người. Đúng không? Thì em đây làm để bán cho những người đó chứ em đâu đâu cần chơi ví dụ đâu cần chơi đâu đúng không đó thì người ta hỏi mua mình cái gì nhiều mình bán được cái cây nào dễ thì mình cứ làm đó là do nhu cầu của người chơi à, chứ nhiều để em nhiều khi anh em mình như cái nói ôi tội dù gì đâu quá trời cây bài luôn cây nào cũng cây bài trần chơi gì cái đó không phải là em chơi đó là em làm để em bán đó là nhu cầu những anh em người mua nên ép buộc nhà vườn phải làm cái dáng đó mới bán được bây giờ tự nhiên nhà vườn cái người chơi người ta có nhu cầu mua cái trực bài cái, cái trực bài cái trực lắc À, cây à, trực mà em lại đi làm cây à, cây thiên nhiên hoặc là cây văn nhân hoặc là cây liễu gũ thì em làm xong đồng ý là nó sẽ đa dạng thiệt nhưng mà làm em bán cho ai ha cái đó là cái nhu cầu mua người mua bắt nhà vườn phải làm theo chứ để nhiều có có câu hỏi đây em thấy rất là nhiều đây mình lấy. cứ anh em nào cũng nhé à, cây bài nhưng mà không có cây bài không được và cây bài của mình hiện tại đang nổi tiếng ra qua nước ngoài ra rất là nhiều nước ngoài rồi. Ha, rất là nhiều nước rồi bây giờ cứ bán là bán ra nước ngoài nhiều đa số luôn ha, như những cái cây uh, cây già già cây bài lùng lùng cỡ 30 cm 40 cm là toàn bộ giờ bán nước ngoài không ra nước ngoài á, nó phái cây của Việt Nam mình là phái gì trực pin trực lắc trực bài ha đổ gì đó nó phái còn mình phái của nó là gì phái thiên nhiên mình mình phái của nó nó ngược lại nó phái cái của mình mà tại sao cái mạnh của mình là cái cây tuyệt bài tuyệt pin mà mình không làm mà mình đi làm cái cây khó bán đúng không nè, mấy cái này nữa. trong cái tình nuôi này anh em thấy không kéo có một cái này là lúc trước cái cây này không phải là cắt cúc một trước nè cái cái dấu cắt còn này anh em thấy không lúc trước cái cúc một này nó bự lên trước cái thược này em vẫn còn thả xong cái em cắt cái này cái nó ra hai nhánh cái em bắt đầu em sửa cái này sửa cái này cái nhánh này bự bằng đĩa thuốc này nè em bắt đầu em cắt cái này nè em có nói thấy không thì giờ cắt cái này đi cái nhánh này nè cái nhánh này chừng nào nó bằng được đi thuốc nó bằng cả vậy là cái nhánh này bắt đầu nó bự bằng muốn bằng tay tỏ rồi thì em sẽ cắt cái này thay đổi luân phiên cắt các này cắt kia cắt này cắt kia cắt này kia là hồi nào cái cây của mình nó cũng còn tược và còn nhánh như thế này bây giờ mưa gió bão bùn một tuần lễ gì cũng vậy cây của mình nó sẽ không có bị ngọt nhưng như mấy cái cây này nuôi rất là chậm luôn anh em thấy không đâu phải nói nuôi cây bài là vậy cây bài cây đúng tỷ lệ nuôi khó nhất trong dòng cây ví dụ như liễu gũ nó dư một nhánh cũng vậy mà nó thiếu một nhánh cũng vậy không sao bạc phong dư một nhánh cũng được thiếu một nhánh cũng được không có cành ba cũng được liễu gũ đi không có cành phong cũng được bạc phong không có cành phong vẫn được Rồi ví dụ như anh cây bài mà không có cành ba thì thôi thua cây bài nuôi rất là khó vừa tỷ lệ cây nè vừa phải cốt cành phải đóng đúng nè nó rất là khó chứ không phải là dễ đâu tại vì nó khó và nó bán có tiền nên hầu như ai cũng đam mê nó anh em chứ không phải là cứ thấy như mấy anh em trung quốc ta chơi bonsai lĩnh nam đi mỗi cây mỗi khác hết lĩnh nam nuôi còn lâu dữ nữa Ha, nhưng mà mấy cái lĩnh nam là những cái cây ngoài thiên nhiên có sẵn nó có cái lo co lắc sẵn ha, nó có cái độ đẹp sẵn rồi người ta mới chơi lĩnh nam chứ còn mấy cái này giờ mà để nuôi lên được một cái cây đường thân lạ cái nuôi tới 10 năm nữa chưa được cái gì hết á cái này thì nữa kéo ra thiên nhiên mấy cái này cũng vậy nữa nữa có thể là cắt ngang đây mình kéo ra thiên nhiên mình làm một số này một số kia ha. Nè. Như mấy cái này giờ một hai ba đã có sẵn hết rồi ha nè. mới cắt được cái dịp ngọn này cái này, này cắt được nhiều ngọn ha. Nè, như cây này nè, mới sửa cành ba xong thì cái cái cành một nè, cành một nè. Cành một sắp cắt được rồi nè. Ha. Cái này cây này có thể là em sẽ cắt cái cành phong trước, cành phong phía sau nè. Tại vì sao? Cành một là bây cành một nó sẽ bự hơn cành hai, cành hai nó sẽ bự hơn cành ba, nhưng mà hiện tại anh em thấy không? Cành một và cành hai, hai cành nó đang ngang nhau thì mình cắt cái thằng này là cái thằng này nó đang lớn, cắt thằng này 3 tháng, cắt thằng này xong thằng này lên tược 3 tháng sau là thằng này nó bự chản là mình cắt thằng này chứ không phải là cứ phải cắt thằng này trước cho này nó bự nha cắt thằng cắt thằng này để đè thằng này lại cho này nó bự lên nó sẽ có cái đường đó nha chứ không phải cứ mặc định là thằng nào cắt trước làng đó sẽ bự trước nha cắt thằng nhỏ cắt thằng đây cắt thằng cành hai này để không cho thằng cành hai này nó phát triển nữa cho thằng cành ba này nó tốt hai tháng nữa cắt nó à lâu lâu mình cắt ra cắt trận đế cắt trận đế cắt cành trận đế cây mốt nó một dài ra cái cắt cành cái trận đế cứ xây phiên làm hoài thôi nè, lên tường Dưới cắt được một cây nữa nè như mấy cái này chuẩn bị cắt khúc một được rồi ha nè em có sứa sẵn rồi trong cái quá trình mà em chưa cắt đó, là em sẽ sứa em sứa đây là thấy không sứa đây để gì để kích thích cái mầm ở dưới đây nó mọc nha kích thích nó mọc ra là em cắt liền còn không Vậy như vậy khoảng 10 ngày là em cắt luôn là nó sẽ nó kích nhựa nó kích nhựa lên đây nó nó liền thẹo ha nó kích nhựa lên đây để nó liền thẹo thì em cắt khoảng 10 ngày là em sẽ cắt luôn thì nó sẽ xịt được liền đó là kinh nghiệm nuôi ha cái này già bữa phải giờ cái này nữa nè giờ cái khúc này nữa. nó phù lên đây theo giờ cái này xuống một chút cho nó lắc cái cây của mình lại mình màng hơn với cái cây thiên nhiên với cái cây bài anh em hai cái nó sát bên nè ha ví dụ như giờ đóng cái này cây ra cây 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 bài nữa này ha nhưng mà sau này em đánh cái ngọn lệch ra đây hoặc là đánh cái cành ba này cành một này cho nó dài ra sửa cái nét một tí ha. anh em thấy nhanh không bài này nay nữa chắc giáp năm ha. trong quá trình nuôi là mình đang kéo cành tư nè kéo cái nhịp ngọn nó cành tư này, này không nè, em suối đây rồi ha. thì một cái mục chỗ này là xịt ra cái này, làm cắt ngay đây đi đầu nó cũng vào đáy hết rồi đi cái đường nào nó cũng về cái đường đấy ha. Nè, cái này em mới cắt cốt ba nè chờ cho cái cốt ba này nó bự lên bảng điếu thuốc là em sẽ cắt cốt ngọt cắt cái nhịp ngọn của mình thì mình nên làm như vậy nha anh em của mình cây nhà của mình thì mình nên làm từ 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 như vậy thì nó sẽ không có bị ngộp cây cái đó là cái vấn đề quan trọng nhất ha nè như cái này em mới cắt lại nè cây này lúc trước là có một lên tên đây cái nữa nhưng mà nó bị phù thì em cũng mới vừa cắt lại luôn để thằng này em lấy cành một bên đây nè lấy cành một bên đây thằng này em sẽ cắt lên đây cho nó bự vậy rồi bắt đầu em cắt lấy cái trên ba bên đây ha Ừ. Như cái này như cái này nữa bắt thiên nhiên này thay vì cái tượng này hồi nhỏ làm phải lái này ra đây nè mà em không lái vậy cúp nó vô đây để đánh giống như mày những cái cây mà thiên nhiên nha bên đây nè cái tượng pin này nè cái bài này em cũng cắt nhiều lắm em cắt uh, chắc cũng phấn tâm ngoài vậy đó. nha rút cốt mới rút cốt mới bô keo này. nè như cái này giờ cắt nè đang lưu đang lấy cái nhịp nói với một qua rồi ha ừ cho nảy lên cắt này. Bài này lúc gài nó nằm ở cái giai đoạn này mình làm rất là nhanh, tại nó làm có một nhánh hai nhánh làm rất là nhanh luôn. Nhưng mà qua khoảng khoảng năm nữa, lúc mà mình rút xương xong rồi đó nó mới lâu. Như cái này cũng vậy, Cái này xong nuôi xong cắt cắt cành một trước, cắt cành một cái này là mới gọt lại nhưng mà hôm cắt trước mới ra được hai cái ngói nè cắt ở đây ra cái này bự xong mới cắt cái này thì cái này giờ cho nó bự là mình sẽ cắt cái này chấn đế nè chấn từ từ anh em thấy không trong quá trình nuôi mình sẽ chấn những cái cọng lớn bằng lắp phân lại chấn cọng lớn xong mình lắp phân lại chờ cho cái cọng lớn này nè, nó ra rễ cám xong thì mình sẽ chấn lại mấy cái cọng nhỏ này một cái nữa cho nó tua rễ suốt cái này xong qua bên đây cái này cắt xong đang nuôi cái tược nè nuôi cái tược này nuôi cái tược này nuôi cho nó bự như vậy đó bự xong mình lấy cành ba xuống ngay đây nè nè trong quá trình nuôi là mình sẽ chừa mấy cái cành này sẵn rồi đó cái cành bà sướng. mấy cái bài này là khoảng một năm tuổi nữa nay mới có giáp năm chứ gì mấy cái này một năm nữa anh em nhìn mới đã ừ, giờ là ngon hết chứ cái cỡ này không ít có người bán lắm chẳng thà người ta bán lúc phôi chứ dày người ta đâu bán em cũng không có bán nữa. Ừ, dày nuôi nó đang đã nuôi cây là mấy cái thời gian này nó mới ngon này đây bữa có anh em có một người bình luận nói tối ngày làm có nhiêu cây đó cây em vậy nè không lẽ mỗi lần làm em sách một cái cây vô thì em làm bắt buộc em phải cố định một cây hai cây nào đó để làm clip lấy ra làm nuôi lấy vô làm nuôi để cho anh em mình theo dõi coi cái cây đó sửa như vậy rồi sau này nó sẽ ra như thế nào sửa như vậy coi nó phát triển như thế nào là mình sẽ cố định một cây ha để mình làm để cho anh em mình tiện theo dõi chứ không lẽ nhờ mỗi lần bữa nay làm cái lấy cái cây này vô cái mốt làm cái lấy cái kia vô cái mốt làm cái làm xây hoài anh em mình đâu có theo dõi đâu có biết cái cây nào nó phát triển như thế nào ha, nên bắt buộc mình phải cố định anh em mấy cái, cái ngó này em nhâm chừa nè ha chừa nó lên nè để sau này mình dự 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 bị ha. ví dụ như mình cắt xong nó không lên tượng là mình sẽ kè nên bởi vì nhiều khi quay một một số anh em có thấy một cây tại sao tại sao không chừa nhiều chừa một hai nhánh thôi anh em chừa vị trí nào cũng được hết chừa một hai nhánh phòng thường ngờ ngừa như vậy nè chứ không có cần chừa hết ha, chừa một hai nhánh một cây cây nào cũng có một nhánh hai nhánh nhánh hai nhánh thôi nè nè đây nhánh nè đây nhánh nè cái này là chừa chứ không phải là thấy rồi mới nói tại sao nếu mà em tỉa nè em tỉa thì em đã tỉa hết rồi nó đâu có được bự như vậy nó đâu có được bự như vậy đó ha nè, mấy cây này mới cắt nè cái này là anh chừa nè cắt cái này cái xích cành ba là đây thấy không nè cái mục tược lên nè. nè cái này nè nhánh này lúc trước cái mục này thấy nó không có ngon nè cắt ở đây sợ nó không lên nếu mà nó không lên mình lấy cái này mình kè qua đây liền đúng không đó mình dự trù thôi bởi vì nhiều khi anh em mình không có xem được cái clip đầy đủ cái làm cái anh em mình nói Tại sao cắt sao hay mà cắt mỗi cái nó lên được ngay chốc ngay chốc không nè, như cái này có cành phong nè em lấy cái này làm cành phong nè thì sau này em cắt ngay này em sứa này thấy không nè em sứa nè em sứa để coi nó lên cái mục này nè đây nó có một cái mục này thấy không đây nó có một cái mục nè sứa coi mày lên hay không còn không lên thì chừa tuột ở dưới đây lên để áp cắt kéo qua đây áp cành một cành phong cành ba nói nhịp ngọn cành tư à. Ủa. trong quá trình nuôi là mình canh cái vị trí một của mình không có là mình phải chừa chứ đâu phải cắt nào cũng ngay đâu anh em nè một nè mình phong nè mình ba nè này. này có cắt ngang đây nè Đó. nó nuôi canh dữ lắm anh em nè như này chợ lớn nè lớn xong cái cắt đây kéo này xuống làm gần ba cắt này ngang đây ừ. 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 cắt từ từ anh em thấy không đâu có cái cây nào mà em cắt cái trụ lũi đâu à, cứ cắt cắt này cắt xong cắt cho nó lên thuộc rồi mình cắt một kia nha để tránh cái tình trạng mà mình hư cái cây này với cây bên kia hai cây cặp y gan luôn nha. cây này với cái cây của gần cuối vườn thì mình làm nó mình nhớ coi cây thiên nhiên cây này cũng thiên nhiên hai cây nhớ là ná chín mươi phần trăm giống nhau đó thì quay sơ qua vậy để cho anh em mình nắm ha còn nhiều đi dọc hoài có nhiêu đó này, như cái cây đợt trước này anh em thấy không bữa nay là xịt tược rồi nè em nay đã xịt tược rồi nè anh thấy không mình cắt nè lúc mà mình cắt là mình sẽ canh những cái mục này, này thấy không đó cắt cái là lên bảo đảm cho anh em mình lên là tầm khoảng 80 phần trăm là ok ha đó đối tượng nè mình cắt mình canh này thấy không đó. Này, mấy cái đầu nè mình cắt một cái là mình đã canh cái tỷ lệ chuẩn của nó tầm khoảng 80% phần trăm xui dữ lắm nó mới không lên thôi nè như cái này bữa hôm có nói cho anh em thấy không cái này nè muốn cắt ngay đây nè muốn cắt ngay đây nhưng mà nó không có cái mục nè thì cắt như vậy để cho cái nhánh này nó sống đi sẽ lấy cái nhánh này áp ra ngoài đây ha còn cắt ở trong đây thì cũng được nhưng mà nó hơi uổng cắt nó hơi sâu ha nè cắt mấy cái này là cắt hở ra nè Ha, để cho nó lên tược nè mấy như mấy cái này làm sao hồi đó mình đâu biết nó lên hay không hai cái chỗ hai một tông này nè mình đâu có biết nó lên hay không mà mình cắt xích vô nếu mình cắt xích luôn nó không lên tược rồi mình đâu có tược đâu mình áp liền ha. nè như mấy cái này nè đây không đó cắt cắt hờ cắt tuốt ở ngoài để hờ nếu mà nó lên sau này mình cắt vô trong đây một tí nè, nè cái nhánh này đó ông cũng nói nè, cái này muốn cắt ngay đây dữ lắm luôn nè. Nè, mà không có cắt được nè giờ nó xịt tược ở tông rồi nè mốt tha hồ mà cắt mình canh dữ lắm nó mới lên ngay được anh em chứ không phải là cắt đâu nó lên đâu đâu không phải là tài giỏi đâu anh em rồi thì cũng lên clip chia sẻ cho anh em mình ha cây nhà của mình thì mình làm nói chung nó rất là khỏe làm tới đâu thì mình cứ từ 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 làm tới đâu ngày nay em cũng mới đưa đi hết một số cây lớn nha tấm lỏng hết đang anh em cũng à bảy tấm cây vậy cái cây cái cây cành rơi ở đây nè anh em nhớ ở đây có nó có một cây cành rơi cây cành rơi uh, chậu qua rồi ngoài đây cây chú thủy hai thân lớn cây nguyệt cây linh sam với hai mai chú thủy mới rút cốt với bình uh, đó một cây nữa chứ hai ba cây mini rút à, rút cái tống sân rồi nè thường hường hường anh em ra quay chỗ đó anh em thấy mấy chậu dân nhật bự cái này chắc dài bữa em sửa em phá thế nó lại nữa thì bữa em làm lại cái mấy cái đây bên bồn mày làm rồi rút nuôi lại chuẩn bị uh, làm thêm 200 cây nữa còn 200 cây uh, tới uh, thứ bảy này bứng cũng là mai chú hỷ uh, sắp đế luôn May chú hỷ sắp đế mua về em em làm em bỏ bên đây cho nó già cây rồi mốt chừng nào làm thì kê kệ lên làm ha huh. Rồi, chia sẻ với anh em mình ha. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ em trong thời gian qua rất là nhiều. Cô chú anh chị em mình xem chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh ủng hộ em ha. Em cảm ơn cô chú anh chị em mình thêm một lần nữa rất là nhiều.